Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay mình sẽ cho các bạn thêm một update mới nữa, đó chính là về cái raid sắp tới đây. Thì sắp tới thì đó là big update rồi, big update mà update được một con tướng hoặc là update một cái gì đó nhỏ nhỏ thì cũng nói làm gì, đúng không các bạn? Là big update là phải update trên lên bờ luôn á, lên bờ xuống ruộng luôn. Ok, thì update còn Golden Frieza nè, update Minato thì chắc chắn như đây có gì đâu, đã gọi là big update cũng phải update một cái mod chế độ chơi gì đó chứ, đúng không? Thì vẫn có thể là mình không biết là nó update chơi 4 không, nhưng mà sẽ sắp tới sẽ có cái raid thì mình nghĩ khi mà mình hoàn thành được cái raid này nó sẽ cho mình gọi là gem nè đó, hoặc là cho mình con tướng gì đó. Thì những cái con alien này là bên của phim Naruto nha các bạn. Thì có một cái game, đó chính là game Sindolai, nhưng mà dạo này có vẻ đã ít rồi. Đó có một cái raid, có một cái war đó, gọi là cái đó gọi là cái war các bạn. Cũng liên quan đến những cái con này, nhưng mà sau khi bị bản quyền thì nó đã đổi lại thành skin mấy con này thành mấy con gì đó có sừng, cái kiểu là điểu trên đầu các bạn. Em bị sừng ngay cái bụng của mình thì lên đầu. Ok. Thì nó sẽ có cái raid này thì có thể là một phần khá là ngon người chơi. Chúng ta chẳng hạn là chúng ta có những người bạn chẳng hạn là chơi story mode kia đến như này, hoặc là những người bạn đó là chưa đủ level đi trail của chúng ta thì có thể là chơi raid chung nè, hoặc là chơi invite mode chung, chúng ta đỡ phải có chơi một cái mod để cho định VT mode nữa, thì chúng ta sẽ có mod raid, nó sẽ khá là có lợi cho những người chơi. Ok, thì mình nghĩ là cái raid này nó sẽ cần phải có nhiều người. Khi mà vô đó thì hẹn là sẽ có bốn cái cổng, mỗi cổng thì nó sẽ cho bốn con ra, thì bốn người mỗi cổng thì sẽ thủ mỗi cổng đó, thì cũng khá là hợp lý. Hoặc là trường hợp thứ hai đó chính là nó chỉ cho một cổng thôi, một cái cổng để cho mọi người vô, nhưng mà có thể nó sẽ cho đi thành nhiều hướng khác nhau, cái gì rat mà như thế là kia. Nhưng mà nếu mà rat trường hợp này nó sẽ không có cho thì sao, thì có thể rat này nó sẽ cho đi một cổng một đường thôi. Ok, thì đó là tùy admin đó nha các bạn. Ok, thì chào vì các bạn nha, bye bye, hẹn các bạn vào cái đợt update sắp tới và tuần sau nha. Bye bye.